sau quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là một chiếc máy sát gạo khá là cũ, đó là mẫu của năm 2019 và 2020, thì nó có một dây Kuroa, còn con 2021 này nó có hai dây Kuroa. Đấy là cái điểm là khác biệt lớn nhất của chiếc motor, chiếc máy sát gạo này. Đặc biệt là chúng ta đang sử dụng motor thương hiệu Việt Nam, là motor của điện cơ toàn phát. Còn cái dòng 2019-20 kia thì chúng ta sẽ thường dùng motor của Trung Quốc 2,2 kW. Bây giờ sẽ dùng một loại 3 kW tua nhanh của điện cơ toàn phát. Thì hôm nay em sẽ lắp ráp và test thử cho quý vị và các bạn xem chiếc máy sát gạo một chức năng này. Ở đây em có chuẩn bị một chút thóc để thử máy gửi đi cho khách luôn. Thì con này sử dụng điện gia đình 220V thì chúng ta sẽ cắm điện trực tiếp luôn. Về nhà chúng ta dùng, chúng ta có thể chế automat nào cũng rất là ok. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc máy này đang chạy rất là êm, hoàn toàn không rung lắc gì cả. Chân không hề được kê kích bất cứ một cái miếng lót nào, nhưng mà vẫn rất là êm. Chúng ta sẽ cho thóc xuống. Có một lưu ý khi chúng ta sử dụng chiếc máy này là chúng ta lên xoay làm 2 lần, sát làm 2 lần thì nó sẽ đảm bảo gạo tỷ lệ gãy rất thấp, anh em có thể nhìn thấy. Gần như trên tay tôi không thấy gạo gãy luôn. Tỷ lệ đạt rất cao, gạo gãy gần như không có. Đây là thành quả của lần đầu tiên chúng ta xay. Bây giờ em sẽ đổ vào xay lần 2 để cho ra gạo trắng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy tỷ lệ chấu nó sạch gần như tuyệt đối rồi. Bây giờ chỉ lướt qua để cho trắng gạo thôi. Như vậy là kết thúc việc thử máy và chúng ta nhìn vào thành quả của chiếc máy sát gạo này.
anh em có thể nhìn thấy tỷ lệ gãy của con máy này gần như là rất là thấp, gần như không có gạo gãy luôn, mà gạo trắng rất là đẹp. So với máy to thì con này nó đạt hơn rất là nhiều đấy. Đây, tất cả chúng ta có thể nhìn thấy trong cái chậu này mà làm cũng tương đối là nhanh. Trên đây em đã giới thiệu và chạy thử chiếc máy sắt gạo mini gia đình này, thì mọi chi tiết quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại được ghi ở dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ về sản phẩm máy xay gạo mini này. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem video của em.